Phương pháp đột phá giúp nhuận tràng. Với nhiều người phụ nữ, ngoài ăn kiêng, còn một vấn đề sức khỏe nữa phải lo lắng là táo bón. Có không ít người đang uống thuốc trị táo bón mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại rằng thuốc cũng chính là độc. Đường ruột là nơi khi bị thuốc kích thích sẽ phản ứng lại để kích thích này dần dần yếu đi. Những ai thường xuyên uống thuốc trị táo bón chắc sẽ hiểu điều này. Ban đầu, khi chỉ uống một viên, cơ thể bắt đầu nhuận tràng. Nhưng càng uống thuốc kéo dài, hiệu quả lại càng kém đi. Nếu không tăng lên 2-3 viên hoặc đổi loại thuốc khác thì không thể mong đợi tình trạng được cải thiện. Táo bón là một trong các yếu tố khiến đường ruột xấu đi nên cần được cải thiện càng sớm càng tốt. Nếu không thể đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể thì dù đó là thực phẩm tốt đến đâu, chúng cũng sẽ ủ thối trong ruột và sinh ra độc tố. Nếu tình trạng này diễn ra, cân bằng vi khuẩn trong môi trường ruột sẽ bị phá vỡ trong chốc lát. Khi bị táo bón, da thường xuất hiện mụn nhọt là do các độc tố phát sinh trong đường ruột không đào thải hết ra ngoài. Tất nhiên, nếu đi tiêu bình thường, tự nhiên là điều tốt nhất cho cơ thể. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn các thực phẩm chứa nhiều enzyme, chúng ta cần để ý ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước tốt, massage từ bụng hướng xuống đường ruột, tập cơ bụng kích thích đường ruột. Nếu bạn đã thực hiện được các điều trên mà tình trạng táo bón không được cải thiện, tôi khuyên bạn nên làm thục trực tràng. Phương pháp tôi đề xuất ở đây là dùng coffee enemas, thải độc cà phê, bổ sung các khoáng chất hay các chiết xuất hình thành vi khuẩn lactic cùng nước pha cà phê và dùng để rửa ruột. Nhiều người nhờ lo ngại rằng nếu thực hiện thục trực tràng nhiều lần thành thói quen thì ruột sẽ không hoạt động hiệu quả nữa. Tuy nhiên, theo các số liệu lâm sàng tôi thu thập được, các bạn không cần lo lắng về điều đó. Ngược lại, những người thục trực tràng định kỳ lại giúp đường ruột hoạt động tốt hơn. Họ có đường ruột đẹp do không còn phân đống khối tích tụ lâu ngày trong ruột. Ngược lại, ở những người thường xuyên uống thuốc trị táo bón, dù là thuốc Tây y, Đông y hay trà thảo dược tự nhiên, thành ruột của họ đều dần chuyển sang màu đen. Họ càng uống thuốc trị táo bón thì đường ruột càng hoạt động kém, thậm chí là không hoạt động. Và khi đường ruột không hoạt động, phân đống khối lại càng dễ hình thành nên đường ruột ngày càng xấu đi. Trong số các bạn đồng nghiệp của tôi cũng có một người dù rất khỏe mạnh nhưng vẫn dùng coffee enemas 2 lần một ngày. Trong không phải là do họ không đại tiện được mà là họ vẫn đại tiện bình thường. Lý do khiến họ thực hiện thục trực tràng là dù có bài tiết bình thường thì trong ruột vẫn tồn tại một lượng các chất lên men bất thường và không tiêu hóa hết. Đặc biệt, phía bên trái đại tràng là nơi dễ hình thành phân đống khói nên càng đẩy chúng ra ngoài cơ thể càng sớm càng tốt. Một đồng nghiệp đã giới thiệu phương pháp dùng coffee enemas này cho tôi gần 20 năm trước và tình trạng sức khỏe của anh ấy ngày càng tốt. Hiện tại tôi cũng thực hiện coffee enemas 2 lần một ngày. Mặc dù nói là rửa ruột nhưng tôi cũng chỉ rửa vùng bên trái hậu môn. Nên dù có rửa 2 lần một ngày cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa, hấp thu ở ruột non nên các bạn có thể yên tâm thực hiện.